tiểu sử cầu thủ Trần Minh Vương. Mất cha từ nhỏ, từng thiệt thòi ngồi trên ghế dự bị nhìn Công Phượng Xuân Trường đá chính và là cầu thủ có chiều cao thấp nhất trong đội tuyển Việt Nam. Từ nhỏ, Minh Vương đã sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê với trái bóng. Minh Vương tên thật là Trần Minh Vương, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1995. Minh Vương sinh ra tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Minh Vương là con út trong một gia đình có hai anh em trai. Năm 2007, cha của Minh Vương đã đưa con trai mình vào Hàm Rồng để thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Thế nhưng Vương chỉ được chọn vào lớp năng khiếu. Chỉ 3 ngày sau khi có kết quả, cha Minh Vương đã qua đời. Gia đình giấu chuyện nên Minh Vương không phát hiện ra cho đến khi vài tháng sau. Khi còn nhỏ, Minh Vương chưa biết chuyện mất mát chia xa là gì. Đến khi về nhà không còn bố nữa, Minh Vương mới cảm thấy hụt thẫn. Minh Vương cảm thấy buồn vì không được ở bên bố, nhìn mặt bố lần cuối và thắp nến hương lúc chôn cất. Kết quả là khi nào Minh Vương ghi bàn, anh ấy chỉ lên trời để tưởng nhớ đến người cha của mình. Trong nhiều năm liền, anh luôn giữ vị trí đội trưởng và là trụ cột của đội khi thi đấu ở các giải trẻ. Ngày xưa khi bố đi làm về, hai bố con chơi bóng đá với nhau hàng ngày. Khi còn bé, anh luôn đòi hỏi bố cùng chơi bóng với mình, kể cả bố có mệt. Những lúc như vậy, ông sẽ nhìn con chơi bóng với những đứa trẻ khác. Anh và những đứa trẻ đặt hai hòn gạch để chơi bóng với nhau. Những lúc chơi bóng với bố, ông thường hứa sẽ sút vào được nhiều thì bố cho tiền mua kẹo hoặc dẫn đi chơi. Ông cũng luôn trêu để cho Minh Vương khóc và cố gắng đá tốt hơn nữa. Trong thâm tâm, ông luôn muốn con mình có thể trở thành cầu thủ bóng đá. Anh và những đứa bạn lấy nhiều thứ làm quả bóng. Nếu sang ra thì đó là một quả bóng nhựa, còn không thì quả bóng là những quả bưởi hoặc quấn rẻ hoặc lá chuối để đá. Ấy thế mà Vương không từ bỏ sở thích của mình. Vương đá bóng trên đất nên hay bị quệt chân xuống nền, anh bị chảy máu thường xuyên. Nhưng anh lại lấy rẻ băng lại và chơi tiếp. Bức tường nhà anh luôn dày kín những vết bẩn của quả bóng. Khi Vương tham gia giải đấu bóng đá ở trường hay ở xã huyện, bố anh thường chở anh đi và chỉ dạy anh. Đã từng có giải, ông đem mấy quả trứng ở nhà để thưởng cho các em trong đội. Năm 2006, Minh Vương có tên trong U11 Thái Bình, tham gia vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tại Khánh Hòa. Sau đó, nhờ màn thể hiện xuất sắc, Minh Vương được gọi lên trường năng khiếu bóng đá Thái Bình. Một năm sau, tức là năm 2007, Minh Vương lọt vào mắt xanh của Bố Đức và ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai. Trong nhiều năm liền, anh luôn giữ vị trí đội trưởng và là trụ cột của đội thi đấu ở các giải trẻ của Hoàng Anh Gia Lai. Thực ra, con đường đến với Học viện Hoàng Anh Gia Lai của Vương cũng rất gian nan khi tham dự vòng tuyển. Bố anh nghe nói đã trúng tuyển nhưng lại không có giấy báo. Ông đã vào xã hỏi nhưng cũng không thấy. Ngay lập tức ông đến thẳng nhà Tuấn Anh hỏi thì biết gia đình đã đưa Tuấn Anh vào học viện. Ông Phong đã tìm số điện thoại của Hoàng Anh Gia Lai và điện vào đó hỏi. Được biết Minh Vương có thể vào lớp năng khiếu, ông đã tìm lại giấy tờ và đi từ nhà lên thị xã Thái Bình lúc 4 giờ để bắt xe vào Gia Lai. Thời đó vấn đề liên lạc điện thoại và xe đi lại vô cùng khó khăn và hạn chế. Với quyết tâm của mình, bố của anh đã cho Minh Vương cơ hội theo đuổi niềm đam mê này. Ông đã để lại cho các con thông điệp không bao giờ bỏ cuộc. Trần Minh Vương là một chiến binh phi thường, cầu thủ trẻ nhất được gọi lên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Minh Vương là một trong số ít những cầu thủ trẻ được đánh giá cao về kỹ thuật cá nhân và tư duy chiến thuật. Trưởng thành cùng lứa với Công Phượng Xuân Trường, nhưng Minh Vương lại bén duyên khá chậm với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tuyệt phẩm trong trận đấu vòng 23 giải vô địch V-League 2017 giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội trước sự chứng kiến của huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Minh Vương. Ngay sau đó, Minh Vương tiếp tục trở thành người hùng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với pha chạy chỗ đánh đầu ghi bàn. Một cầu thủ có vóc dáng nhỏ bé, thể hình không được lý tưởng cho lắm, với chiều cao chỉ 1m65, khiến tất cả phải trầm trồ với bàn thắng ghi bằng đầu được thực hiện bằng cách đánh ngược rất khó. Thủ môn Đức An của Sài Gòn chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. Chính điều này càng thuyết phục huấn luyện viên Park Hang-seo hơn về khả năng ghi bàn đa dạng của Minh Vương. Điều làm nên ấn tượng của Minh Vương không chỉ là những bàn thắng, cầu thủ trẻ có lối chơi bóng thông minh, năng động và kỹ thuật. Ngoài ra, ưu điểm vượt trội của Minh Vương là khả năng chọn vị trí, luôn biết cách xuất hiện ở những điểm nóng có thể ghi bàn quyết định.
Mùa giải năm 2014, Minh Vương đã vượt qua hàng loạt đồng đội nổi tiếng hơn như là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, giành giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Tài năng chơi bóng của Minh Vương nổi tiếng khắp vùng Thái Thụy, Thái Bình. Minh Vương và bạn bè đồng trang lứa đã giành được khá nhiều thành tích ở các giải cho thiếu niên. Năm 2007, Minh Vương được chọn vào đội tuyển năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai. Trong nhiều năm liền, Minh Vương luôn giữ vị trí đội trưởng và là trụ cột của đội khi thi đấu ở các giải trẻ. Năm 2013, Minh Vương được gọi lên đội tuyển U19 Việt Nam nhưng không tham dự giải U19 Đông Nam Á. Tháng 4 năm 2013, Minh Vương được huấn luyện viên Choi Jun-gum điền tên vào danh sách đội Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League. Tháng 7 năm 2014, Minh Vương chính thức được gọi trở lại đội tuyển U19 Việt Nam cùng đội tham gia nhiều giải đấu lớn. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, trong trận gặp UAE ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Trong trận này, cái tên Trần Minh Vương được nhiều người để ý nhiều nhất. Anh đã có pha kiến tạo giúp Tiến Linh ghi bàn và kèm theo đó là bàn thắng riêng của mình ở những giây phút cuối cùng. Hiện nay, cái tên Trần Minh Vương đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội. Chuyện tình cảm của Trần Minh Vương. Theo như các thông tin từ nhiều nơi, chuyện tình cảm của anh chàng Minh Vương này khá bí ẩn và đặc biệt kín đáo. Minh Vương tuy nhỏ con nhưng anh rất đẹp trai và ăn nói có duyên nên anh có rất nhiều cô gái thích. Tuy nhiên, anh mới chỉ công khai bạn gái Nguyễn Nguyên sinh năm 1995. Nguyễn Nguyên từng sống ở Pleiku, sở hữu khuôn mặt rất xinh xắn và cả thân hình quyến rũ nóng bỏng. Không những vậy, cô nàng còn rất khéo léo và tinh tế. Nguyễn Nguyên tiết lộ hoàn cảnh gặp bạn trai lần đầu tiên ở một nơi không ai ngờ, quán trà chanh lề đường. Đặc biệt là vừa mới đây, anh chàng đã chia tay cô hot girl Nguyên Nguyên vào năm 2019 và hiện tại vẫn chưa công bố chính thức về chuyện tình cảm của mình. Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì chuyện tình của anh và Nguyên Nguyên đã chia tay được một năm. Nhưng vừa mới đây trước trận đấu giữa Việt Nam và UAE, cô nàng Nguyên Nguyên vẫn gửi đến một bình luận: tối nay vào sân nhé bạn mình, và anh chàng đã ra sân từ hàng ghế dự bị. Đây có lẽ là quay lại cho chuyện tình cảm giữa anh và cô hot girl này chăng? Được biết, cặp đôi đã từng có 4 năm hẹn hò trước khi đường ai nấy đi vì lý do khoảng cách. Minh Vương hiện ở Việt Nam, còn bạn gái cũ định cư ở Mỹ. Sau khi chia tay, cả hai quyết định trở thành bạn tốt. Hồi tháng 8 năm 2020, Minh Vương cũng đã đăng chụp phía sau cùng một cô gái kèm caption ngọt ngào: cảm ơn đã mang em đến. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó vì chàng cầu thủ quá kín tiếng.